Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có mùa tối đời này niềm vui nha và sức khỏe. Đó. Hôm nay thì mình có khách đặt cho mình cái bộ quý nha. Áp cao, áp 150. Đó, size bed áp 150 nha, 150 88. Mà chạy cái 150 nha anh em, tại vì dòng điện một pha. Đó, chạy 150. Rồi. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết của máy nha. Đó, con này thì đầu nén đi xứ của nó là 18 ly. Nó xài với lưu lượng nước là tầm khoảng 13 đến 15 lít trên 1 phút nha. Đó, đi xứ 18 ly nha. Đầu còn nguyên riêng rất là đẹp luôn nha. Đó, đầu quý chạy rất là êm. Đó, con này chạy áp được 150 nha anh em. Nếu mà có 3 pha thì lên được 200 nha. Đó, con này chạy 1 pha thì lên cả 150. Đó. Quay cái tổng thể cho anh em thấy cái máy nè. Con này thì đầu nguyên riêng luôn nha anh em, nguyên bản luôn. Đó, con này được lắp lắp cốt âm, lắp âm nha, lắp âm, lắp qua mặt bích, đó, mặt bích cái này nè. Bốn ốc. Giá rất là chặt luôn nha. Mặt bích. Được lắp lên cái motor của nó là VTC 5000 một pha. Dòng điện VTC 5000 một pha nha. Đó. 5HP 4B một pha, chạy máy tải là 25B nha anh em. Đó, canh chạy hàng nhung xung nè. Đó, tiêu chuẩn lắp ráp tại Việt Nam. Con này motor mới của nó tầm 6-7 triệu nha anh em. Cái đợt motor thông 6-7 triệu rồi. Rồi, con này được lắp lên thùng nước nha anh em, thùng inox. Đó, thùng inox xe thùng inox 34 rất là đẹp luôn, có phao cơ đầy đủ hết nha. Đó, phao cơ xe đầy đủ hết. Đó, phao cơ nha này. Đó, phao cơ để ngắt nước. Đó. Rồi dây súng, dây 30m dây. Đó, súng súng xài bát xoáy luôn nha, xài bát xoáy luôn nha. Đó, xài bát xoáy luôn. Đó. Rồi con này anh em thích hợp rửa xe không chạm nha. Đó, rửa xe không chạm, rửa xe lấy tiền xe tải được nha anh em, tải xe ben thì được hết, thì áp nó cao, nước thì ít, tiết kiệm nước nha anh em. Vào đi. Đó, máy đang chạy luôn nha anh em. Máy đang chạy không tải nè. Đó, cái này nó bị cua. Chạy không tải luôn nha. Rất là êm luôn. Ngắt súng là máy gì không chạy rất êm nha. Đó, hiện tại là 23A nha anh em, 24A. Ôi chân này rồi đi. Đó, chạy rất là êm nha anh em. Thank you.
quá thấy luôn nha nè, thấy luôn nha. Quá ảo luôn. Bắn dầu mỡ gì hết đi hết nha anh em. Bắn mấy cục quá là em, quá đã luôn. Rồi cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Đó, con này thì mình đáp lên cho khách đặt nha anh em. Đó, anh em nào cần muốn dòng câu áp thì nhu cầu của anh em sau thì mình sẽ đáp ráp như vậy nha. Rồi thì cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Nếu xem xong, nếu thứ hai hãy cho mình được like, đăng ký kênh, chia sẻ để mình có thể ra nhiều clip mới cho anh em xem nha. Rồi xin chào và hẹn lại anh em, bye bye.